hết thảy các chốn núi rừng đều phát ra vô số đủ mọi âm nhạc. Chúng sanh nghe âm nhạc ấy rồi liền lìa khỏi mọi tham dục. Chư Phật trong tất cả các thế giới ấy đều thọ ký cho họ rằng: tại thế giới Sa Đề Long, trong kiếp thiện trì, con người có tuổi thọ 8.000 năm. Có Đức Phật ra đời, hiệu là Bảo Tạng. Có vị chuyển luân Thánh Vương, tên là Vô Lượng Thanh Tịnh, cai quản 4 cõi thiên hà. Thái tử của vua ấy nay tên là Quán Thế Âm. Trong suốt 3 tháng cúng dường Đức Như Lai Bảo Tạng và chư tỳ kheo tăng. Do nơi căn lành ấy trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số các sông Hằng, vào nửa sau của số A Tăng kỳ kiếp thứ hai cũng nhiều như số các sông Hằng, công đức viên mãn, thành tựu chánh giác, hiệu là biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn dương Như Lai. Thế giới ấy tên là Nhất Thiết Chân Bảo Sở thành tựu. Khi ấy, Đức Như Lai Bảo Tạng vì Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết kệ rằng: Bậc đại bi công đức, nay ông hãy đứng lên. Cõi đất khắp 10 phương, thảy đều đã chấn động. Chư Phật lại vì ông ban cho lời thọ ký. Ông quyết sẽ thành Phật, hãy xin lòng hoan hỷ. Khi ấy, Bồ Tát Quán Thế Âm nghe kệ rồi xin lòng hoan hỷ, liền đứng lên trước Phật, chắp tay cung kính, lễ bái dưới chân Phật, rồi lui ra gần đó, ngồi yên lặng lắng nghe thuyết pháp. Bây giờ Phạm Chí Bảo Hải lại nói với vị dương tử thứ hai là Ni Ma: Vì tất cả chúng sanh và để cho ông sớm đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, nay hết thảy những nghiệp thanh tịnh phước đức mà ông đã làm, hồi hướng cho trong đời vị lai sớm thành Phật. Khi ấy, Dương Tử Ni Ma liền đứng dậy đảnh lễ Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tất cả những phước đức có được do trước đây con đã cúng dường Đức Như Lai và chư tỳ kheo tăng trong 3 tháng, cùng với hết thảy những nghiệp thanh tịnh của thân, miệng và ý mà con đã làm
thảy đều xin hồi hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con nguyện không ở trong thế giới xấu ác bất tịnh mà thành chánh giác. Nguyện cho cõi nước Vị Lai con thành Phật, thảy đều giống như ở thế giới của Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ mọi sự trang nghiêm tốt đẹp đều giống như vậy. Lại nguyện khi Đức Quán Thế Âm thành đạo, con sẽ là người trước hết thỉnh Phật chuyển bánh xe chánh pháp. Con theo Phật ấy mà nghe thuyết pháp. Ở nơi cõi ấy tu hành đạo Bồ Tát. Sau khi Phật ấy nhập Niết Bàn, chánh pháp diệt mất, con sẽ nối tiếp thành tựu chánh giác. Khi con thành Phật, những Phật sự mà con làm cùng với mọi sự trang nghiêm tốt đẹp của thế giới cho đến thời gian trụ thế, thời gian nhập Niết Bàn và thời gian chánh giác trụ thế, thảy đều giống như Đức Quán Thế Âm, không có gì khác biệt. Phật bảo Dương Tử Ni Ma: Này, sở nguyện của ông là nhận lấy thế giới lớn lao như vậy để rộng làm Phật sự. Đúng như sở nguyện của ông, trong đời Vị Lai, ông sẽ ở nơi thế giới lớn lao nhất mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Dương Như Lai. Ứng cúng, chánh biên trì, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Do sở nguyện của ông là được thế giới lớn lao, nên ta đặt tên cho ông là Đắc Đại Thế. Bồ Tát Đắc Đại Thế liền bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con được thành tựu, thì nay khi con kính lễ Phật, nguyện cho các cõi Phật đều như số cát sông Hằng ở khắp mười phương thảy đều có sáu điệu chấn động. Không trung mưa xuống hoa tu mạng na, và chư Phật hiện tại trong các thế giới ấy, mỗi vị đều thọ ký cho con. Lúc ấy, Bồ Tát Đắc Đại Thế cúi đầu sát đất lễ Phật. Ngay khi ấy, các cõi thế giới trong mười phương nhiều như số cát sông Hằng,
thảy đều có sáu điệu chấn động. Trời mưa xuống hoa tu mạng na. Chư Phật Thế Tôn trong các thế giới ấy, thảy đều thọ ký cho Đắc Đại Thế Bồ Tát. Bây giờ, Đức Như Lai Bảo Tạng liền vì Bồ Tát Đắc Đại Thế thuyết kệ rằng: Bậc công đức kiên cố, nay ông hãy đứng lên. Cõi đất đã chấn động, trời mưa hoa tu mạng. Chư Phật khắp mười phương đã vì ông thọ ký, sẽ thành bậc tôn quý, đứng đầu trong ba cõi. Khi ấy, Bồ Tát Đắc Đại Thế nghe kệ rồi sinh tâm hoan hỷ, lễ bái dưới chân Phật, rồi lui ra gần đó, ngồi yên lặng lắng nghe thuyết pháp. Vô lượng A Tăng kỳ kiếp không thể tính đếm được về trước. Vào thời kỳ Bảo Tạng Như Lai, có thế giới tên Sang Đề Lam là tiền thân của thế giới Ta Bà. Phạm Chí Bảo Hải khi đó là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Chuyển Luân Thánh Vương là tiền thân của A Di Đà Như Lai hiện nay. A Súc Như Lai, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng với tiền thân của ngàn Phật hiền kiếp phát nguyện tâm vô thượng Bồ Đề. Cùng lúc đó, Phạm Chí Bảo Hải vì những kẻ trầm luân trong biển khổ sanh tử chúng ta mà phát ra 500 đại nguyện chấn động đất trời, chưa từng nghe thấy, khiến tất cả thánh chúng có mặt lúc đó đều cảm động rơi lệ. Sông núi lay động, trời đất đổi màu, mười phương thế giới đều cảm động. Đức Bảo Tạng Như Lai đặt tên cho ông là Đại Bi Bồ Tát, siêu việt hơn trước, hiện tại không có, vị lai chẳng bằng. Đấy là cảnh tượng chân thật lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai phát lời nguyện lớn năm xưa. Sau khi phát lời đại nguyện xong, Đại Bi Bồ Tát, tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, vì việc gấp rút viên mãn thành tựu quả vị Phật, phải có tứ đại vô tận tạng. Trong vô lượng vô biên số kiếp luân hồi chuyển sanh sau đó, quá trình tu trì từ bi, hỷ, xả, bố thí, nhẫn nhục, trì giới, thiền định, tinh tấn, bát nhã, tứ nhiếp lục độ cần có để thành tựu quả vị Phật của Ngài, được mười phương ba đời tất cả Như Lai khen ngợi, tán thán không ngừng. Sự tinh tấn của Ngài, dù là mười phương chư Phật đã thành tựu, đương trụ thế
hay tương lai sẽ thành Phật đều không bằng được. Trong quá trình Ngài không ngừng chuyển thế để tích lũy tứ đại vô tận tạng, Ngài đã luôn phải lìa đầu đổ máu, bỏ vợ con từ dương vị, vô tư đem hết thân tâm cống hiến cho tất cả chúng sanh trên thế gian. Ngài đã thực hiện nguyện lực ban đầu của mình như thế nào? Cảnh ở nhất sanh bổ xứ khi Ngài sắp công đức viên mãn ra sao? Trong đời vị lai khi Ngài hạ sinh xuống cõi người thì hiện đầu thai tái sinh như thế nào? Sau khi thành tựu chánh giác, làm cách nào giảng kinh thuyết pháp, độ hóa chúng sinh? Tất cả những cảnh tượng đó đều thứ lớp tái hiện trong lòng chúng ta. Hiện nay chư pháp nhân duyên sinh, người đời không hiểu về Đức Phật, với chánh pháp lìa khổ được vui mà Phật truyền thừa cũng không nắm rõ, còn ngộ nhận về tăng đoàn y giáo phụng hành giáo pháp của Phật, dẫn đến Phật pháp suy di, làm người thối thất, phong tục ngày càng xấu đi, dục vọng lan tràn bùng nổ, những cảnh tượng ảo loạn sinh sôi, sóng gió thế gian không ngừng dấy lên. Do đó, chúng ta phát nguyện xem Đại Tạng Kinh với ba ngữ hệ lớn.